Vâng, em xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì tiếp tục lên sóng cho các bác anh em những cái mẫu quản lý nguồn đến từ thương hiệu là PHD. Đấy, một thương hiệu rất là nổi tiếng, chắc là anh em đã biết đúng không? Thương hiệu này quá nổi tiếng rồi, PHD. Và cái mã model này của em thì đang giới thiệu với anh em là mã P10 nhé. P10, một chiếc quản lý nguồn phải nói là cực kỳ là đẹp, phải nói là đẹp xuất sắc. Nhìn cái thiết bị thì nó rất là khôn. Đấy, rất là khôn thì nó rất là chắc chắn, nó khác với những cái dòng sản phẩm khác anh em nhé. Đó, một dòng chính hãng của PSD đó, và con này thì nó sẽ được trang bị cho chúng ta là 8 kênh phía sau. Đấy, 8 kênh phía sau và 2 kênh phía trước, tổng con này nó sẽ có 10 kênh nhé. Đấy, 10 kênh, và anh em nhìn em tắt bật này, nó sẽ nhảy từng kênh rất là chậm. Đấy, giúp cho chúng ta là nó bảo vệ được thiết bị nó an toàn hơn. Đấy, có thấy không? Đấy, đây là đang tắt này. Đó, tắt từng kênh một đúng không ạ? Đó, và đây em sẽ bật lên nhá, để xem nó bật từng kênh một nhá. Đó, lên từng kênh một rất đẹp luôn. Đó, và riêng với chiếc quản lý nguồn này thì nó bảo vệ chống sốc điện cho thiết bị của chúng ta rất là tốt. Ví dụ như anh em dùng đẩy này, dùng vang, dùng mic đấy, vân vân, rồi đầu karaoke, thì khi mà chúng ta tắt bật thì chúng ta chỉ cần duy nhất một thao tác thôi, duy nhất một thao tác rất là tiện, là chúng ta sẽ tắt bật ở đây. Đấy, tắt bật ở đây. Đấy, và bên cạnh cái nút nguồn này thì chúng ta sẽ có một cái app. Đấy, một cái app nhé. App này nó sẽ là tự nảy khi mà nó có sự cố về điện, ví dụ như là chập cháy hay sét đánh anh em nhé, thì nó sẽ tự nảy. Đấy, hoặc là điện quá tải vân vân thì nó sẽ tự nảy cho anh em. Ví dụ như là đây em sẽ bật tắt này. Đó, thế này là tắt. Ok chưa? Đấy, và khi mà tắt đi thì màn hình nó sẽ mất này. Đó, và đây nó ghi rất là rõ này, off và on. Và các bác sẽ gạt sang on để bật nhé. Đó, gạt sang on để bật. Đó, và nguồn điện nó sẽ lên. Ok chưa? Đó, rất là tiện đúng không ạ? Và hai cái ổ cắm đằng trước này thì chỉ khi nào nhé, các bác tắt off đi, tắt off đi thì nó mới mất. Còn các bác để on này, kể cả là các bác tắt hết các cái đường bên này đi. Ví dụ các bác như này là tắt đúng không? Tắt đây là tắt 8 cổng phía sau, thì hai cổng phía trước này nó vẫn có nguồn điện, nó vẫn có điện nhé anh em nhé. Đấy, thì anh em có thể là tắt thiết bị âm thanh đi, như anh em muốn xem tivi thì các bác có thể là cắm vào đây, cắm tivi đằng trước. Đấy, hoặc ngược lại nhé, hoặc ngược lại là các bác cũng có thể là tắt bật từng kênh ở phía sau một. Đây, ở đây anh em đang thấy này, nó đang lên từng kênh một cho anh em nhé. Và ví dụ như em muốn tắt, đấy, muốn tắt một kênh trong số 8 kênh này, ví dụ em muốn tắt kênh 6 chẳng hạn này, em sẽ ấn vào đây là nó sẽ tắt đúng không ạ? Và bấm ngược lại nó sẽ lên. Đấy, hoặc là em tắt kênh 1 ở kênh 2 này, kênh 3, kênh 2, kênh 4, ok chưa? Kênh 5. Đấy, chúng ta có thể tắt từng kênh nhé. Đó, và đây sẽ bật lên này. Đó, nó sẽ lên hết cho anh em luôn. Đó, thì là tất cả các đường này sẽ lên. Đấy là rất là hay, là chúng ta có thể tắt bật từng kênh một. Đấy, rất là ok. Còn là mặt sau, em sẽ quay cho anh em mặt sau cái điều khá là thú vị, chỉ trên những cái dòng cao cấp thì nó mới có thôi. Anh em để ý cho em này, ở đây là chúng ta sẽ có 8 kênh, 8 đường ra nhé, 8 đường ra đúng không ạ? 8 đường ra này. Thế thì để phân biệt thì chúng ta không biết được là đâu là kênh số 1, đâu là kênh số 5, đâu là kênh số 8 chẳng hạn, đúng không? Đó, để chúng ta có thể cắm thiết bị, nếu như cắm ngược ấy, thì thường thì ví dụ như là chúng ta cắm mic là số 1, đẩy là số 5, vang là số 2, đấy, micro là số 3 chẳng hạn. Thế thì chúng ta cắm ngược thì khi mà bật lên nó sẽ có hiện tượng như là bị nổ đúng không? Thế thì chúng ta phải cắm đúng. Đấy, khi bật thì nó sẽ không bị có cái tiếng nổ bụp ở trên loa. Thế thì ở đây các bạn nhìn này, nó ghi cho chúng ta này, 1 2 3 4 5 6 7 8, tương ứng này, từ phải qua trái, từ phải qua trái nhé. Em sẽ qua đây, đây là số 8 này, đây là số 7 6 5 4 3 2 1. Đó, thế thì chúng ta sẽ phải làm theo, là cắm theo cái số mà họ đã ghi trực tiếp ở trên đây rồi, nên chúng ta sẽ đánh dấu rất là dễ dàng. Đấy, và các cái ổ điện này anh em nhìn nhé, nó rất là sắc nét này, họ làm này rất là sắc nét, nhìn rất là đẹp. Đấy, và khi mà chúng ta cắm vào thì nó sẽ rất là chắc chắn, rất là chắc chắn nhé. Còn đây thì nó đều có tem chính hãng của PHD, đấy, công ty trách nhiệm hữu hạn và sản xuất điện tử PHD này, đấy, phân phối tại Việt Nam nhé. Đó, anh em thấy không, rất là đẹp. Đó, tất cả đều là có QR check những nguồn gốc thông tin này. Đây là tem xuất xưởng này. Đấy, tháng 3 năm 2024 này. Và hôm nay thì chúng em đang làm, ngày hôm nay là ngày chúng em làm video là ngày 18 tháng 3 các bác nhé. Đó.
và một cái dòng sản phẩm giá rất là rẻ nhé, rất là rẻ cho anh em đấy, có thể sử dụng cho bộ dàn âm thanh nhà mình. Cho nên là anh em quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp tới Tuyên Vũ Audio chúng em để được hỗ trợ. Và xin chào các bác.